Chào mừng các bạn đến với kênh Cửu Thiên Vũ Đế Review. Các bạn thấy hay thì like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Trước khi vào review mình có lưu ý, chuyện vạn cổ trí tôn do kênh review là chuyện chữ, các hình ảnh được lấy từ tập cũ hoặc chuyện khác và đi trước chuyện gốc. Do đó, hình ảnh sẽ khác so với chuyện gốc nhé. Đột nhiên lạc phân thường câu mày nói. Trong bùn đất này có hỏa hệ nguyên tố nồng đậm, dường như muốn bốc cháy. Nàng vừa nói như vậy, mọi người cũng nhau nhao phát giác được, vô cùng kinh sợ, có mấy người càng bị lún tới cổ. Không bao lâu trên bùn lầy đã có bong bóng, tản mát nhiệt khí, tự nhiên sôi trào lên. Hơn nữa màu sắc bùn đất biến thành màu đỏ, cơ hồ tất cả võ giả đều đổ mồ hôi nóng, hoàn toàn như bị thiêu đốt. Vân thiếu, nóng quá a, à, ta nhanh không được. Đinh Linh Nhi là người đầu tiên kêu lên, tại đây không cách nào vận dụng chân khí ngăn cản, thể chất nàng bị thương. Lạc Vân Thường thân có cửu dương chi thể, hỏa hệ chi lực rất khó làm thương tổn nàng, cho nên không cảm thấy cái gì. Lý Vân Tiêu thở dài một tiếng nói. Không có biện pháp hay, chỉ có thể như vậy. Hắn cúi người phóng xuống, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người hắn phóng xuống đầm lầy, trầm xuống dưới. Đinh Linh Nhi hoảng sợ nói. Vân thiếu ngươi. Cố Nguyệt Sinh ở xa xa đột nhiên vui vẻ, cười ha hả, nói. Ha ha, rốt cục toàn bộ rơi vào trong cạm bẫy thật vất vả đào thoát một người nhất định là đi cứu đồng bạn hắn cũng xong đời rồi tịnh không thạch mượn nhờ đại địa chi lực có thể vô tận hấp thu nguyên khí hắn muốn cứu người cũng sẽ bị hút vào trong ha 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 sắc mặt tư đồ hoành không có nhẹ nhàng như vậy câu mày nói cố tiên sinh ta nhìn người kia là tự mình nhảy vào không giống như cứu người chính mình nhảy vào ánh mắt cố nguyệt sinh đảo qua mỉa mai nói tư đồ đại nhân quả nhiên rất thông minh nếu không ngươi cũng nhảy xuống thử xem, chơi rất tốt đấy." Tư Đồ Hoành Hừ lạnh một tiếng, mặt âm trầm không nói thêm gì nữa. "Tốt, có thể qua đi thu thập chiến lợi phẩm." Cố Nguyệt Sinh thu hồi trận bàn, muốn đi qua. "Vẫn chờ một chút đi, chờ bọn chúng bị nướng chảy thì đi qua cũng không muộn." Tư Đồ Hoành dường như có chút băn khoăn. Cố Nguyệt Sinh khinh thường nói: "Hừ, khô lâu giang binh đoàn đều là thế hệ sợ chết sao?" Dưới tác dụng của tịnh không thạch thì không có kẻ nào đào thoát được cả. Hắn chạy về phía trước. Tư đồ hoành nghĩ một lát, cũng hiểu được có lẽ vấn đề không lớn, lập tức theo sát phía sau. Sau lưng còn có năm đạo thân ảnh cùng bay lên trời, giống như năm bóng dáng. Ha ha, quả nhiên đều chìm xuống. Cố Nguyệt Sinh bảy người rất nhanh nổi trên không trung đầm lầy, lạnh lùng nhìn qua dung nham bọt khí bên dưới, nhiệt khí bức người và cũng không còn người nào. Đáng tiếc, không biết chút nào về tên cao nhân trong thương đội này. Nhưng mà dù là cao nhân, gặp phải Cố Nguyệt Sinh ta cũng chỉ có vẫn lạc mà thôi. Tốt, nhiệm vụ chấm dứt, chúng ta trở về phục mệnh a." Tư Đồ Hoành nói. "Cái này, Cố Tiên Sinh, cấp trên nói muốn mang Hải Lâm về a, cho dù chết cũng phải thấy thi thể." "Hừ, thi thể." Cố Nguyệt Sinh không vui nói. "Phía dưới là dung nham, hơn nữa có tịnh không thạch, không cách nào vận chuyển chân khí." ngươi cho rằng sẽ có thi thể sao tư đồ hoành nhíu mày dường như thập phần khó xử nói trước khi đi vũ đại nhân đã thông báo cho dù như thế nào cũng phải mang thi thể trở về chuyện này làm cho ta giải quyết thế nào cho phải có thể lấy đám tịnh không thạch ra ta xuống xem thử cố nguyệt sinh không kiên nhẫn nói tịnh không thạch điểm nóng chảy không cao đoán chừng nửa ngày sau sẽ tiêu tan sạch nhưng mà khi đó những người này hài cốt cũng không còn không phải chỉ là tên thiếu gia phế vật sao muốn thi thể làm gì vậy xác nhận hắn chết là được đúng vậy a à, muốn thân thể hải lâm làm gì vậy chẳng lẽ là vì huyết mạch trong người của hắn đột nhiên một giọng nói không hài hòa từ trong dung nham truyền tới mọi người đều hoảng hốt nhao nhao mở to mắt ra nhìn thấy cảnh không tưởng tượng nổi chỉ thấy trong dung nham đang nóng chảy bắt đầu xuất hiện vòng xoáy nhỏ lập tức chậm rãi mở rộng ra một đạo thân ảnh từ trong đó chậm rãi bay lên thật sự là lý vân tiêu hắn tươi cười sáng lạn híp mắt nói. Các ngươi vừa mới nói Vũ Đại Nhân có phải là muốn tinh luyện huyết mạch chi lực? Chi? Ngươi là ai? Bảy người toàn bộ hoảng sợ lui về phía sau, sắc mặt tư đồ hoành đại biến, sắc khí lạnh thấu xương thoát thể mà ra, trực tiếp tập trung đối phương. Hành động lần này vô cùng bí mật. Cấp trên yêu cầu là đạt được thi thể hải lâm nếu như không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, ít nhất phải làm không bạo lộ hành tung. Hiện tại không chỉ có thân thể không có được, hành tung cũng bộc lộ ra mà ngay cả khô lâu dòng binh đoàn cực kỳ thần bí vũ tiên sinh cũng bị đối phương biết rõ như vậy chỉ có toàn bộ giết chết nếu không trở về tất nhiên không thoát khỏi trọng trách sắc mặt cố tiên sinh âm trầm xuống lạnh lùng nói ngươi chính là người phá hoại hai quan của ta ngươi bao nhiêu tuổi là mấy giai thuật luyện sư từ hồn lực chấn động của đối phương truyền ra tuyệt đối là thuật luyện sư không thể nghi ngờ nhưng làm cho nội tâm của hắn khiếp sợ là hắn vậy mà nhìn không ra đẳng cấp của đối phương, chỉ có thể nhìn thấy tuổi, mà đối phương mới 15 tuổi. Hai quan Lý Vân Tiêu mỉm cười chỉ vào phía dưới nói, lần này có tính là một quan không? Cố tiên sinh tức giận dâng trào, hắn bị tổn thương tự tôn cực lớn, tức giận nói, tiểu tử, ngươi là môn phái nào, sư thừa ở đâu? Lý Vân Tiêu lãnh đạm nói, sư thừa của ta là ai ngươi không cần biết rõ, nhưng mà ta lại cảm thấy hứng thú với ngươi đấy. Thiên phú coi như không tệ, ngũ giai thuật đạo. Nhưng mà một lòng nghiên cứu bí pháp nhàm chán, nếu không thành tựu quả quyết không chỉ như vậy. Nhìn tuổi của ngươi không tới 30 nha, chậc chậc, coi như không tệ. Lời này nếu như là những người khác nói nghe thật thoải mái, nhưng từ một tên ngũ giai thuật luyện sư 15 tuổi nói ra, lọt vào trong tai Cố Nguyệt Sinh chính là châm chọc cực lớn. Tiểu tử, muốn chết. Hắn giận tím mặt, quát Đừng tưởng rằng có chút thiên phú thì có bộ dáng lão tử đệ nhất thiên hạ, ta hôm nay sẽ giáo dục ngươi tôn trọng tiền bối thuật đạo thế nào. Ngũ chú, kính hoa. Đột nhiên trên người của hắn bắn ra một đạo tà thuật, làm cho không gian chấn động, dường như trong vặn vẹo còn có lực phá hoại. Lý Vân Tiêu bật cười khanh khách. Tinh thần công kích. Hắn cười nói, tinh thần công kích đúng là không tệ, nhưng làm sao lại có tà khí như thế? Hảo hảo chính đạo không đi lại đi chui vào con đường tà đạo. Hắn vươn tay ra, năm ngón tay mở ra đẩy về phía trước. Không gian vặn vẹo chậm lại, đã bị lực cản lớn lao, lập tức lui về, nháy mắt khôi phục trạng thái bình thường. Chi, Cố Nguyệt Sinh hoảng sợ la thất thanh. Hồn lực chấn động thật mạnh, ngươi rốt cuộc là mấy giai? Hắn dốc sức liều mạng lắc đầu, nói: "Không có khả năng, ngươi mới 15 tuổi, sao có thể nghịch thiên như thế, ta không tin." Thần lực hiện hắn giống to một tiếng trên người bắn ra hào quang màu xanh xoay tròn quanh người hóa thành một đồ án tầng tầng trải ra sắc mặt cố nguyệt sinh dưới ánh sáng xanh càng trở nên yêu dị huyết mạch chi lực lý vân tiêu khiếp sợ nhìn biến hóa trên người của hắn lập tức lắc đầu nói không đúng mặc dù có chút yêu dị nhưng không phải huyết mạch chi lực lúc này mắt trái cố nguyệt sinh bắt đầu phồng lên chậm rãi lồi ra trở nên cực kỳ khủng bố vậy mà chiếm cứ non nửa gương mặt Trung quanh ánh mắt gân xanh nổi lên che kín cả đầu lâu. Đám người tư đồ hoành sau lưng biến sắc, dường như cảm nhận được không khỏe, lại lui ra mấy chục bước đứng nhìn. Lý Vân Tiêu mới ngạc nhiên, cả kinh nói: Ngươi, ánh mắt của ngươi, Thái cổ Thiên mục. Toàn thân Cố Nguyệt Sinh mồ hôi lạnh đầm đìa, loại biến hóa này dường như cực kỳ khó chịu, nhưng hắn vẫn không nhịn được cất tiếng cười to, nói: Ha ha, không tệ, ngươi quả nhiên có kiến thức, chính là thần nhãn Thái cổ Thiên mục nhất tộc bị ta đoạt được, ta nhìn ngươi làm sao đấu với ta. Con mắt của hắn tỏa ra hào quang vô cùng yêu dị, trong lúc này đồng tử co rút lại, dần dần thu nhỏ biến thành yêu nguyệt màu đen. Chi, chiêu này phải. Tâm thần Lý Vân Tiêu đại chấn, một đạo tinh thần lực rất mạnh từ bốn phương tám hướng áp tới, hắn thật giống như hãm sâu vào trong thủy triều, thức hải bắt đầu bị áp lực thật lớn trùng kích, tùy thời sẽ bị phá vỡ. Ha ha. Cố Nguyệt Sinh ngửa mặt lên trời cười to, tuy trên mặt của hắn vẫn thống khổ nhưng hiển nhiên rất vui vẻ nhai răng cười nói xem ra thân phận của ngươi đúng là không tầm thường thậm chí ngay cả chiêu thức của ta cũng nhận ra không tệ chiêu này chính là cổ phi dương năm đó đồng thuật nguyệt khuyết a nhìn thấy vẻ mặt lý vân tiêu kinh hãi thần sắc cố nguyệt sinh dương dương đắc ý nói trong thập đại vũ đế ai cũng có sở trường riêng mà cổ phi dương chính là người có tinh thần công kích đệ nhất thiên vũ giới ta có được thái cổ thiên mục còn có đồng thuật của Cổ Phi Dương, ta nhìn ngươi làm sao đấu với ta." Lý Vân Tiêu vội vàng vận chuyển Đại Diễn Thần Quyết, tức hải của hắn từ từ ổn định lại, trên tinh thần của hắn có kim quang bao phủ, ngăn cách tinh thần lực này ra. Đây là lần đầu tiên hắn bị đồng thuật của mình công kích, lúc này mới biết được đồng thuật của mình khủng bố và đáng sợ như vậy, nếu không có Đại Diễn Thần Quyết, trong nháy mắt thất thần vừa rồi, nếu không phải đối phương nói nhảm thì hắn đã chết, trong khi võ giả chém giết, đây tuyệt đối là chí mạng. Hơn nữa mặc dù vận chuyển đại diễn thần quyết cũng cảm thấy đối kháng tinh thần công kích này vẫn cố hết sức. Thái cổ thiên mục sinh ra chấn nhiếp cực kỳ cường đại, cơ hồ muốn tan rã thần quyết chi lực của hắn. Thái cổ thiên mục nhất tộc, quả nhiên đáng sợ. Tư đồ hoành sau lưng sắc mặt ngương trọng, tuy hắn không nhìn ra sắc mặt cố nguyệt sinh biến hóa, nhưng mà ý cảnh cổ xưa truyền ra làm hắn sợ hãi. Lý Vân Tiêu biết không thể kéo dài, mình nhất thời chủ quang bị tinh thần công kích đối thủ chiếm thượng phong, hiện tại hắn cực kỳ bị động phải vội vàng chấn áp hắn, nếu không một lúc sau thức hải bị đối phương công phá, vậy đó là vạn kiếp bất phục. Hào quang trong tay lóe lên, một kiện cổ trung xuất hiện trong tay của hắn. Hoàng chiêu trung, nhất chiêu nhất thế kỷ, đang đang. Một tiếng chuông từ hư vô viễn cổ truyền tới, phong cách viễn cổ truyền ra từng hồi quấy dày sóng tinh thần của thái cổ thiên mục, trong không gian xuất hiện tiểu linh áp, hai chủng lực lượng đang thôn phệ lẫn nhau. Cố Nguyệt Sinh biến sắc, hoảng sợ nhìn chằm chằm vào cổ trung, cả kinh nói: ngươi, ngươi vậy mà ngăn cản đồng thuật nguyệt khuyết của ta. Đây là huyền khí gì? Đang đang. Lại có tiếng trung vang lên, đạo âm truyền tới, giống như sóng biển từ bốn phương tám hướng lan tới, trên đường đi đẩy lùi tất cả lực lượng ngăn cản. Phốc, mắt trái của cố nguyệt sinh đau đớn cực lớn, cả thức hải cũng tê dần. Không chỉ có như thế, tâm thần của hắn bị tiếng chuông làm nhộn nhau phun ra một ngụm máu tươi. Tinh thần lực thái cổ thiên mục bị tiếng chuông chôn vùi, đã bị trọng thương trực tiếp khép lại, không cách nào mở ra. Tình huống của Lý Vân Tiêu cũng không tốt lắm, hoàng chiêu trùng mỗi khi gõ vang chẳng khác gì hấp một nửa nguyên khí của hắn, hai cái gõ là cực hạn của hắn rồi. Hắn móc ra rất nhiều đan dược trực tiếp nhét vào trong miệng nuốt vào, lúc này sắc mặt mới tốt hơn một chút. A, à, Cố Nguyên Sinh một tay bụng lấy mắt trái, đau nhức kêu rên trên không trung, trong miệng không ngừng chỉ bới. Súc sinh, súc sinh, làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Mang Cố Tiên Sinh xuống. Tư đồ Hoành vội vàng bay tới chỉ thị một tên thủ hạ kéo cố nguyệt sinh lui ra phía sau hắn và bốn người khác nhanh chóng vây quanh lý vân tiêu sát khí bàn bạc bắn ra ngoài ngươi rốt cuộc là người nào thái điểu dòng binh đoàn tuyệt đối không có nhân vật số má như ngươi tư đồ hoành mặt âm trầm dường như hiểu rõ thái điểu dòng binh đoàn như lòng bàn tay ánh mắt lý vân tiêu lạnh như băng nói không rảnh nói sảm với các ngươi phía sau hắn xuất hiện không gian vặn vẹo bóng người đoạn việt hiện ra ánh mắt phức tạp nhìn chung quanh cảm khái nói. Yêu nguyên sao, ta rốt cục lại trở về. Lý Vân Tiêu nói. Nhanh thu thập bọn chúng, đừng để cố nguyệt sinh chạy mất. Bắt hắn bỏ vào giới thần bi đi, ta có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi hắn. Đoạn Việt cười hắc hắc nói. Mười hô hấp. Khi thế trên người hắn tăng vọt, lập tức từ thất tinh vũ tông trực tiếp tăng lên tứ tinh vũ hoàng, uy áp giống như núi áp vào lòng người. Ti, vũ hoàng. Sắc mặt tư đồ hoành đại biến, lập tức lâm vào trong tuyệt vọng trong con người bắn ra hào quang lập lòe nói ngươi ngươi là đoạn việt đoạn việt cau mày nói ách ngươi nhận ra ta tư đồ hoành đột nhiên nói ngươi không phải bị hách liên thiếu hoàng giết sao vẫn còn chưa chết hắn dường như nghĩ đến cái gì vội vàng nói những người này đều là người thái điểu rong binh đoàn hẳn là cừu nhân của ngươi mới đúng sao ngươi không giết bọn chúng đoạn việt cười nhạt một tiếng dường như rất có phong độ nói ra. Ta làm người luôn luôn đại nhân không nhớ tiểu nhân, ưa thích lấy ơn báo oán, chuyện trước kia ta đã bỏ qua. Tư Đồ Hoành chấm chấm chấm. Lý Vân Tiêu chấm chấm chấm. Đoạn Việt quát lớn. Đừng nói nhảm kéo dài, để mạng lại đi. Hắn như người khổng lồ bước tới gần Tư Đồ Hoành, mấy người kia dưới uy áp của hắn không có sức phản kháng. Dưới dung nham nóng chảy kia lại có một không gian độc lập kéo tất cả mọi người ra ngoài thật sự là đám người chu lôi nhao nhau ra tay từng đạo phòng ngự kết nối với nhau không gian càng lúc càng lớn người thái điểu rong binh đoàn đều tìm được tuy có không ít người chật vật không chịu nổi nhưng lại không có gặp nguy hiểm gì hồng vũ khó hiểu nói những dung nham này ban đầu còn hấp thu chân khí của mọi người vì sao hiện tại không có nửa điểm phản ứng chu lôi nói mặc kệ nó mặc kệ như thế nào bảo trụ tính mạng là được tất cả mọi người ở đây a à? còn thiếu ai không Hải Lâm cả kinh nói. Vân tiêu đại ca không có. Mọi người giật mình, Chu Lôi nói. Tu vị ngoài Vũ Vương đã có thể dùng nguyên khí ngăn cách dung nham, đi tìm kiếm Vân tiêu đại sư, những người còn lại không nhúc nhích. Đợi lát nữa cùng tiến lên đi. Vâng, không ít người hưởng ứng, muốn tiến vào trong dung nham nóng chảy lần nữa. Đinh Linh Nhi đột nhiên nói. Ta nghĩ không cần. Vân thiếu bản thân có tu vị Vũ Vương, dung nham nóng chảy chỉ cần không hấp thu nguyên khí, Đối với hắn sẽ không có ảnh hưởng, không có việc gì, chúng ta nên đi lên trước đi. Hải Lâm sững sờ, nhìn thấy sắc mặt Đinh Linh Nhi cùng Lạc Vân Thường không sao cả, trong mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Ọt 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 ọt. Trong vách không gian phòng hộ căng ra có bóng người xuất hiện, thật sự là Lý Vân Tiêu. Hải Lâm đại hỉ nói: "Vân Tiêu đại ca, ngươi quả nhiên không có việc gì, quá tốt." Sắc mặt Lý Vân Tiêu hơi tái nhợt, cười nói: "Khá tốt." bắt đầu rất sợ. Về sau phát hiện có thể dùng nguyên khí, nhưng mà không thấy rõ phía trước, nơi này còn có thể che đậy thần thức, may mắn kịp thời tìm được mọi người. Đinh Linh Nhi cùng Lạc Vân Thường đều ném thần sắc khinh bỉ nhìn hắn. Cái gọi là che đậy thần thức chính là do Lý Vân Tiêu tự mình thiết trí xuống, làm cho người ta không phát hiện chiến đấu bên ngoài. Chu Lôi nói, mọi người đến đông đủ, vậy là tốt rồi, hiện tại mọi người xông lên. Phòng ngự cháo càng lớn, bao dung không gian 3-40 mét, ngay cả Hải Lâm cưỡi xe ngựa và mấy con long mã cũng ở trong đó. Mọi người đồng lòng dùng sức, chậm rãi nổi lên. Tất cả mọi người giữ vững tinh thần, bên ngoài không chừng còn có nguy hiểm đang chờ chúng ta, phải cẩn thận. Thân sắc Hồng Vũ ngưng trọng, dường như cảm giác địch nhân phải đối mặt rất nguy hiểm. Đinh Linh Nhi cùng Lạc Vân Thường vụng trộm nhìn qua Lý Vân Tiêu, Lý Vân Tiêu mỉm cười gật gật đầu, ý bảo tất cả đã xong. cập này kết thúc ở đây nha. Sau đây là chuyên mục quảng cáo, các bạn xem và click vào quảng cáo ủng hộ kênh nhé. Cảm ơn các bạn.